Năm 2022, gia đình anh Lê Xuân Hải ở xóm 8 xã Xuân Thành, huyện Yên Thành được vay gần 200 triệu đồng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua Tổ chức Hội Nông dân và Phụ nữ. Có thêm nguồn vốn, gia đình đã đầu tư phủ lưới 5.000 m2 để trồng dưa lưới và giống nho hạ đen. Đến nay, gia đình anh đã có nguồn thu nhập khá, tạo việc làm cho nhiều lao động. Các sản phẩm cây trồng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngân hàng Chính sách có cái chương trình hỗ trợ về lãi suất ưu đãi, tôi cũng đã mạnh dạn vay thêm và đã đầu tư được 500 gốc nho. Cây nho đã cho ra được cái hiệu quả được gần 2 tấn nho, thì cho tôi đem lại được cái doanh thu là gần 300 triệu. Quang Thành là xã vùng bán sơn địa. Để từng bước giảm nghèo cho bà con, trước đây địa phương đã thực hiện nhiều chương trình để hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, nguyên nhân do thiếu nguồn vốn. Từ khi vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đưa vào địa phương, Ủy ban nhân dân xã đã phân công khối đoàn thể là Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân nhận ủy thác để bà con tiếp cận với vốn vay với lãi suất thấp. Hiện nay, xã đang quản lý nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hơn 36.600 triệu đồng cho 1.272 hộ vay, tăng gấp 2 lần so với năm 2014. Được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và họ rất là vui vẻ, phấn khởi và làm ăn phát triển kinh tế. Quá đó thì các tổ viên là cùng được thấy được là cấp trên, nhà nước và nhất là bên Ngân hàng Chính sách Xã hội rất là quan tâm. Trong quá trình thực hiện đến nay thì đã có cái rõ nét, các cái hội viên, các cái khách hàng đã phát huy cái tính hiệu quả đối với cái sử dụng về cái nguồn vốn. Và đến nay thì cái số dư của cái từ Ngân hàng Chính sách là trên 35 tỷ đồng đang còn dư nợ trên địa bàn. Và trong quá trình thực hiện thì đối với các cái tổ và các khách hàng thì là thực hiện tốt đúng cái quy định tín dụng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội, hoạt động tín dụng chính sách ở huyện Yên Thành ngày càng hiệu quả, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên, quy mô các chương trình được nâng lên và chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát an toàn. Trong 10 năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giúp 13.650 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm ổn định cho 1.824 lao động, 622 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động. Cùng với đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, nguồn vốn còn đồng hành cùng chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường và xây dựng nông thôn mới, giúp 14.836 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn với các đơn vị nhận ủy thác các cấp, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng tín dụng, bổ sung thêm nguồn vốn để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến nay thì tổng số tiền mà cái nguồn ủy thác của huyện và xã trên địa bàn là đã được 6 tỷ tư. Trong thời gian tới thì tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là tập huấn nghiệp vụ cho cái đội ngũ làm công tác chính sách để nâng cao trình độ nghiệp vụ để triển khai thực hiện cho vay cái nguồn tín dụng này một cách có hiệu quả nhất, nắm bổ sung cái nguồn tín dụng chính sách để tăng cái nguồn ủy thác thông qua cái chính sách xã hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện chỉ thị 40 ở huyện Yên Thành trong những năm qua mang đến luồng sinh khí mới, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen và tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn. Qua đó, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội để tạo ra nhiều việc làm mới, làm ra sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từ bản thân vươn lên thoát nghèo là tiền đề để tiếp tục duy trì và phát triển bền vững về cả quy mô và chất lượng trong thời gian tới.